Yo, hello, what's up chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ đường phố đúng rồi nha. Xin chào anh em, một game sát đạo Felix 3 nhưng mà mình đây từ từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa? Video trước anh em xem video về đầu video những stream live và một subscriber của channel phát triển nha, các anh em rất là nhiều. Ok, lâu lắm rồi mới quay trở lại chiến game anh em. Vừa nay thì tôi lại bắt đầu chơi lại quả game sát đạo Felix 3. Nhưng mà có bản 4 với bản 5 rồi, để hôm nào rảnh ngồi check sau anh em. Hôm nay thì qua này bản này thì tôi vừa mới đem bộ sói xám mới anh em. Đây, hiện hò luôn. Đó, vừa mới lên xong anh em. Bộ này là bộ gì nhỉ? Cái bộ gì tôi là Ninja thì Naruto hồi sinh rồi, Ninja Tô huyền thoại anh em. Nói chung bộ này đánh rất là fail. Giờ dạ, anh em từ từ chúng ta sẽ đi nhượng qua một tí. Yo. Yo yo. Uầy, cái tông đồ này nhỉ, hiện thảo đấy. Đây đủ này, có duy nhất màu này thôi anh em, có duy nhất màu này đủ thôi, từ vàng hóa cam hả, để vàng đẹp hơn á, tôi thích màu vàng anh em, tôi bỏ đi không chỉnh màu nữa rồi. Trước mắt thì chúng ta sẽ đi vượt chương khó đây, chương này đây anh em nhé, chuẩn bị thêm một món đồ mới. Ok, chúng ta sẽ vượt chương này đã rồi tính tiếp. Nói chung thì bắt đầu vượt ải nhiều đi anh em, vừa nên có đồ mới. À, thanh niên này à, trời à, càng đét càng đét này, đây thì này, đây thì nhảy này. Ui, đau 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 đau, chết sợ rồi. Nhanh 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 nhanh, hạ ván này nhanh em. Hạ ván này nhanh các bạn. Hạ ván này nhanh, không được quan. Một hiệp. Cơ bản vẫn đang thừa sức các bạn. Nổ chân chứ này, nổ chân chứ các bạn, nổ chân trước. Xong luôn. Đơn giản hiệp 2 các bạn, ngắn gọn nên là xét đồ khỏi bàn anh em, nên xét đồ đánh combo khỏi bàn. Thế ra có kim, có kim đứng kiếm mà đặng sơ cấp ấy nhờ, đặng sơ cấp ấy nhờ. Đặng sơ cấp ấy nhờ. Ây da, cũng căng đấy. Ui ui ui, thôi thôi xong. Bị chém trúng rồi, bị chém trúng rồi. Ui đau đấy, đau đấy. Chết sợ, lại qua hiệp nữa toang anh em. Lại qua hiệp nữa thì toang. Qua hiệp nữa thì toang. Qua hiệp nữa thì toang. Như thế nào? Nào thì ném này. Ui ui, đau 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 đau. Một quy win. Xong các bạn, đơn giản xin cái tủ ấy quá dễ, update level 3 luôn. Tiếp tục anh em, mới chưa bị kẹt map này lâu lắm rồi chả buồn chơi. Ui lại được cái áo này, được cái món này thôi à, cái món độc cam nhưng mà con thua. Ok, tục làm sao đây à, lại phải đào nữa anh em, lại đào thêm ít dữ liệu anh em một xíu nha. Ok gọn, những bộ chiến bào mới xem nào, chúng ta có nhiệm vụ gì hoàn tất không, chưa thấy cái bộ đồ gì mới anh em. Cái này ra đây, cái phần này nó cứ báo sáng biết nhờ, về bóng tối gì ban ngày gì xem nào. Nhân vật. Ồ, cái này mới à, tính năng mới này anh em này, xem nào. Yo. Ồ, ngon. Ồ, ngon các bạn. Tuyệt vời luôn á. Uầy. Đá hay. Trời ơi, lâu ngày không về chơi anh em, tính năng mới nhận quá trời luôn này. Uầy. Một cái 25 ngọc này thì
Quay 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 chuẩn bị đỉnh của nó luôn anh em. Nhận nào. Úp level 2 có thêm ngọc không? Rồi, 25 ngọc tiếp. Wow. Ngọc tiếp luôn anh em. Ô mà bữa nay thêm tính năng mới à? Ghi chép. Chắc là nhiệm vụ đấy anh em. Ui thế thì tha hồ mà cày. Tí ra kiếm bộ đồ cam mới được anh em. Chỗ này này kiếm được bộ đồ cam mới được các bạn. Ngon rồi ngon rồi. Thở tới càng không kịp rồi anh em. Wow. Quá trời ngọc luôn này anh em này. 25 ngọc đàng hoàng các bạn, đùa đâu. Ngọc á, trời ơi. Quay. Wow. Lại 25 ngọc nữa các bạn. Nượm ngon đó anh em. Nhưng bản đầu như là bản đầu được nhiều nhất, mấy bản sau này nó hơi ít các bạn. 400 ngọc rồi. 450 này. Xong lúc này là 450 đâu nữa. Rồi 500 luôn rồi anh em. Uầy. Cho anh 650 các bạn. Tôi sẽ nhận xong cho anh quay anh em coi nhá. Căng quá. Ok bạn chưa biết như nào mà chúng ta sương sương anh em. 1200. Uầy bên này nữa này. Bên này gì đây? Nhận quà. Cũng lại quà luôn anh em. Ngon. Gì nữa đây? Đồ à? Ồ. Được của nó anh em. Rồi đứa cùng này sao? Uầy. Đồ cam luôn anh em. Uầy, đồ cam luôn ạ. Chị hò thế. Uầy, căng đấy nhờ. Hai bộ mới anh em. Nhẹ nhàng, 100k. Quay gắt thế nhờ. Này sao? Wow phê phê anh em. Quá đỉnh luôn các bạn. Trời ơi. Lúc này về game nhận quá nhỉ thôi anh em. Còn gì bán nữa ạ. Quên nói được từ sau này là đồ ấy nhá. Nghỉ lắm này. Nghỉ lắm các bạn. Nghỉ lắm. Đồ cam thật các bạn. Đồ cam thật anh em. Căng đét ạ. Ui. Đào bóng tối này thì mình đang làm dở anh em. Chắc đang làm dở chưa xong. Hậu quả này xong rồi này. Cũng lại đồ đạc tiết luôn các bạn. Vẫn là đồ đạc thôi. Nhưng mà xịn thật sự gọn nhá. Quá xịn luôn. Quá gắt. Vẫn là đồ thôi anh em. Nhưng mà rất là xịn luôn. Vừa tròn đang khéo để nâng đồ lên luôn. Cuối cùng đã được win set à. Cái trường thương tôi anh em. Lại được nguyên set anh em. Ngon lành. Hành trình thám hiểm. Rồi. Ok. Làm sao? Làm sao không hiểu lắm anh em. Đánh nhau à? Chú chưa hiểu rõ lắm bạn, cái này cứ từ từ. À rồi rồi đây anh em. Đấu nào, à đây rồi các bạn, vào đây rồi. Làm phán đây anh em tính sau. Quá găng. Chịp bột. À đồ đồ tự chọn anh em. Cái này thì căng rồi. Cái này căng rồi anh em. Cái này thì căng rồi. Cái này thì căng rồi. Hay quá bạn ơi. Hay quá. Nãy thì phi tiêu. Xong luôn. Gọn gàng. Cái này gì này. Kim này mới là kim gì anh em. Đồ người à. Biết phải không. Không biết anh em. Đã khám xong hiểu 1. Ui quá đơn giản. Quá đơn giản bạn ơi.
Quá đơn giản, quá đơn giản, quá đơn giản bạn ơi. Mắc đi, mắc vào người đi, mắc vào người đi, hay quá. Mắc vào người nào. Hay quá, hay quá, hay quá. Xong rồi ạ. Chà, trên gần đường lên combo luôn. Ngon, bọn lại, tiếp luôn à. Tiếp luôn, hoa nhận thưởng. Rồi, 75. Tiếp tục. À, đi sàn triều đình. Rồi sao nữa? Ủa? Thế này hết rồi à? Ok, từ từ nào, sao lại hết rồi? Hết rồi các bạn. Bình thường đi đây nhưng mà chưa thấy gì hết. Không hiểu gì lắm luôn nhưng lại thế này hết rồi. Ôi, lâu ngày trở lại game nụm quà nụm cốt hết thôi anh em. Vui chơi sương sương thôi. Tạm thời clip các tôi kết thúc này đã. Hẹn anh em tiếp theo nhé. Cộng giờ theo video kênh tiểu tử đường phố nhiều. Anh em thích chơi này quên lại kênh một like và một subscribe. Đó thì bye bye.